Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn chào cả nhà nhá. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch. Em cũng khá lâu rồi em không lên video nào. Thì hiện tại hôm nay là có hai bông. Một bông là năm cánh trắng bạch tuyết và một bông là hồng yên thủy. Nó đang nở. Thì hôm nay em xin phép cả nhà. Bây giờ là 3 rưỡi. 3 rưỡi rồi cả nhà. Em đông khách quá thì bây giờ em mới tạm ổn công việc. Khách thì em mới quay được video mời cả nhà cùng ngắm một bông năm cánh trắng bạch tuyết vừa mới nở, và cây này thì có một số anh em đang đặt kỳ. Hiện tại cây này em không nhận lúa non nữa nha, và vườn em cũng không còn lúa non để nhận nữa cả nhà, mà cũng không có kỳ nhỏ để bán. Xin phép chia sẻ với cả nhà luôn một câu là như vậy, tại vì em không còn cái bán nên mong cả nhà thông cảm. Đây là một bông năm cánh trắng bạch tuyết được nở lại tiếp tục một lần nữa tại vườn nhà em, Phong Lan Tùng Nguyễn, và đã nở, vườn em đã nở khá là nhiều bông trong từ cuối năm 2020 đến năm nay là 2021 thì đã nở lại khá là nhiều bông. Và đây là một cái bông khá là đẳng cấp, không phải là bông hoa gắn. Đây cúng hoa đây, quay cho cả nhà xem. Không phải một bông hoa gắn. Và có rất nhiều anh em hỏi em có gắn hoa không. Em không gắn hoa. Có rất nhiều anh em hỏi em là kích hoa bằng gì. Em xin phép cả nhà là em trả lời là em kích hoa bằng bơ rồ Mỹ. Và cái này không phải là kích hoa, mà cái này là em kích kỳ thì nó lên hoa. Và xin phép chia sẻ cả nhà là cái thuốc kích, nó không có thuốc kích hoa và thuốc kích kỳ. Nó chỉ có một loại thuốc kích, đó là kích kỳ và hoa là một. Và xin chia sẻ với cả nhà là ra kỳ hay ra hoa là do cả nhà chăm cây theo tỷ lệ đạm nhiều thì ra kỳ, mà lân nhiều thì ra hoa. Vậy nên cái thuốc kích nó chỉ có tác dụng là kích thích cái mắt ngủ thức lên. Còn cái việc ra kỳ hay ra hoa nó phụ thuộc theo yếu tố thời tiết và theo yếu tố chăm sóc cây của cả nhà. Và sau khi em kích xong 2 tiếng em sẽ tưới nước lại bình thường, không phải cắt nước vài ngày. Không phải cắt nước vài ngày đâu ạ. Sau khi em kích xong 2 tiếng em sẽ tưới nước bình thường. Và cách kích kỳ thì ở video bên dưới cái video này, 1 đến 2 video em đã có hướng dẫn video kích kỳ và làm mầm gốc. Ở trên này thì hiện tại đang còn 2 nụ nữa đang chuẩn bị nở. Và đây là bông năm cánh trắng bạch tuyết đang nở. Và nở nhà em thì nó khẳng định được rất là nhiều lần rồi, nó là bông năm cánh trắng mũi trắng, không phải mũi màu nha cả nhà. Cánh rất dày. Do hoa nở ngày đầu tiên nên nó vẫn còn xanh cánh, chưa hết màu xanh của cánh. Cả nhà nhá. Đây là năm cánh trắng bạch tuyết. Và bên này là một bông hồng yên thủy. Hồng yên thủy được nở ngày thứ 2. Khuôn bông bây giờ hồng thì rất là đẹp, nhưng mà bông này nó đến hiện tại thì nó đã cụp rồi. Hồng yên thủy. Thì em cũng xin chia sẻ với cả nhà, ai đã đặt kỳ hồng yên thủy lúa non của em thì cây mẹ nhà em đã nở hoa đây rồi. Và năm nay là lần thứ năm thứ hai nở hoa, năm ngoái cũng có một lần nở hoa tại cây này. Và năm nay tiếp tục một lần nữa nở lại để khẳng định cho cả nhà rằng là cây chuẩn. Nên cả nhà mua kỳ của nhà em yên tâm, tuyệt đối không phải suy nghĩ bất cứ là sợ nó đúng hay là sợ nó sai. Cúng hoa đây ạ. Cúng hoa đây ạ. Và đây là mầm gốc. Đó. Thì hôm nay em sau khi quay xong hai bông này, em mời cả nhà ngắm mầm gốc. Đây. Rồi. Em mời cả nhà vào phòng đông ngắm mầm gốc. Rồi thì trước hết là em mời cả nhà ngắm cây ở bên ngoài này trước nhá. Ở ngoài này là năm cánh trắng Phú Thọ. Thì chia sẻ với cả nhà là mầm gốc của nhà em nó đã lên như thế này rồi. Và rất là mập. Đây là tưới AB, full AB. Và mầm gốc rất là mập. Đây ạ. Mầm gốc đang lên. Và do chế độ của em chăm tại vườn là rất nhiều đạm, nên sau khi em cắt thân, cắt ngọn thân xong, tự nó nảy rất là nhiều kỳ. Kỳ năm cánh trắng Phú Thọ nảy rất là nhiều. Kỳ tự nhiên nhá,
nảy tự nhiên rất là nhiều, không hề kích. Đây ạ. Do tỷ lệ lại đạm cao nên là khi chúng ta cắt ngọn đi thì cái cây nó rất nhiều đạm, nó sẽ tự nảy những cái kia này lên, nó tức nó sẽ tự nảy những cái kia này lên khi chúng ta cắt ngọn đi rồi. Và cây nào cũng vậy nha cả nhà, cây nào cũng vậy. Và cái vấn đề mà nảy kia tự nhiên này và nảy mầm gốc này, thì khi mà có rất nhiều anh em hỏi em là nảy mầm gốc sau đó tự bật kia ở trên thân như thế này thì có ảnh hưởng gì đến mầm gốc không, chia sẻ với cả nhà là cây này rất khỏe nó mới nảy được như này, nên cả nhà yên tâm tuyệt đối nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mầm gốc. Nếu mà chúng ta mà khi mà cái mầm gốc mà chưa ra rễ chúng ta kích kia, chúng ta ép kia lên thì nó mới ảnh hưởng tới mầm gốc. Còn nếu mà là kia tự nảy như thế này nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mầm gốc nha cả nhà. Đây, kia nảy tự nhiên như thế này nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mầm gốc nha. Đây, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mầm gốc. Và mầm gốc lên rất là khỏe, rất là mọc. Vâng, và đây, Phú Thọ. Và hiện tại thì vườn em đang, Phú Thọ thì em đang đợi mầm gốc lên đẹp, thoát sên thì em mới bắt đầu em chia sẻ cho cả nhà. Chứ bây giờ vẫn còn đang, còn là mùa sên và mầm gốc đang còn nhỏ, đóng hàng rất khó nên em chưa chia sẻ cây nha cả nhà. Em đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi thì cái mầm gốc nó lên tương đối một chút, thì cả nhà về nó dễ chăm, dễ nuôi, thì em sẽ chia sẻ cả nhà. Rồi bây giờ thì em mời cả nhà vào phòng đông ngắm mầm gốc. Rồi thì trước khi vào phòng đông ấy, ngắm mầm gốc ấy, thì em cũng chia sẻ luôn cả nhà. Có rất nhiều người bảo cây ở phòng đông ra rất khó nuôi. Đây ạ, đây là một cây ở phòng đông ra đã được 20 ngày. Mầm gốc đi bình thường và rất khỏe. Lá của mầm gốc không có hiện tượng gì cả, vẫn màu xanh rất đẹp và màu lá rất đẹp. Nhưng cái phòng đông này của nhà em nó làm theo một cái chế độ tự nhiên hoàn toàn, chứ không phải là phòng nuôi công theo kiểu công nghiệp. Đây là một cây, còn một cây nữa. Và đây là cây thứ hai. Mầm gốc lên rất là đẹp. Được chưa? Rồi ok cả nhà nhá. Vâng, và đây là trong phòng đông. Phòng này thì chúng ta thay đổi nhiệt độ lên bằng với nhiệt độ phát triển của cây. Hiện tại là em bật có một điều hòa thôi cả nhà nhá. Và những cái mù này là do máy phun sương tạo ẩm. Cái máy này là bù cái điều hòa, nó đốt cháy không khí và đốt cháy độ ẩm. Thì cái máy bù ẩm này nó có tác dụng là bù lại hơi ẩm khi bị điều hòa đốt cháy. Và cái bóng này thì em chỉ bật ban ngày, hỗ trợ phát triển vào ngày thiếu nắng. Còn ban đêm em sẽ tắt cho cây ngủ. Và đây là mầm gốc HO. Chia sẻ cả nhà, đây là mầm gốc HO. Rồi, đây là mầm gốc HO. Còn rất nhiều. Đây là chậu bạch tuyết to nhất của vườn này em. Mầm gốc ạ, đi rất là khỏe. Chia sẻ cả nhà là vào trong này quay nó sẽ hơi mù nhá. Đó, rất khỏe. Đây, những chậu bạch tuyết này lên mầm rất khỏe. Chậu này thì anh em gửi. Và đây, trong này còn rất là nhiều. Mầm gốc lên rất đẹp. Và kia HO, một số anh em đặt kia thì hiện tại em đã kích, kia đã lên như thế này rồi. Hẹn anh em ngày gần nhất trả kia cho anh em. Đây, đã lên như thế này rồi cả nhà. Em Tùng chia sẻ cả nhà là em Tùng khi mà nhận kia thì sẽ báo anh em là cắt kích kia trên thân và nay mai ra rễ khỏe, cắt khúc dao. Và ở những cây khúc to thì em Tùng sẽ cắt cho cả nhà những cái khúc như thế này, nó to như thế này, em Tùng sẽ cắt khúc và sẽ giao cho cả nhà. Đó, đây, những cái cây như thế này đã lên kia hết như thế này rồi. Và cả nhà lưu ý là khi mà kích mầm kích kia thì bắt buộc là mầm gốc phải có rễ thì cả nhà mới kích kia được. Đây, bộ mầm gốc đã có rễ thì mới kích kia được. Em đã làm kia và đã lên khoảng 100 kia để trả cho cô chú anh chị.
sớm nhất có thể. Và cô chú anh chị nào đặt ki bạch tuyết lúa non mà hiện tại nó chưa lên ki thì cũng mong cô chú anh chị thông cảm và chờ đợi, bình tĩnh. Rồi em sẽ có ki để trả cho cô chú anh chị một ki khỏe đẹp, ưng ý. Rồi cái này thì chia sẻ với cả nhà luôn là như vậy. Đó, và toàn bộ ở trong này em có thể đưa cây ra bất cứ khi nào. Đây là mầm gốc hồng nguyên thủy, rất đẹp. Đây. Và những cô chú anh chị nào mà đã lên nhà em rồi, đã thăm vườn rồi, thì cả nhà sẽ biết và cả nhà sẽ cảm nhận được cái cây em chăm nó ở mức độ tự nhiên đến mức độ như thế nào, để cho cô chú anh chị về dễ chăm như thế nào. Và cảm nhận được là cái mầm gốc của nó lên nhanh hay lên chậm. Em chia sẻ có đúng theo lời em nói hay không thì cả nhà đã cảm nhận được rồi. Còn những cô chú anh chị nào chưa cảm nhận được vì chưa đến vườn em thì em mời ngày gần nhất cô chú anh chị có thể đến vườn em để trải nghiệm và cảm nhận. Rồi, thì cái video này em quay đến đây thôi. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem video và chúc cả nhà sưu tầm được giống tốt, cây đẹp và làm kinh tế tốt, sưu tầm được cây chuẩn, quan trọng nhất đấy ạ, và làm ki giỏi, chăm cây tốt. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.